Xin chào mọi người. Mình tiếp tục về quá trời tay cầm sử dụng cho máy tím luôn mọi người ơi. Đây, tay cầm này tốt hơn cây tầm trước luôn, mạnh hơn luôn. Giá nó là 75 đồng màu đen, rất là khỏe mạnh luôn, chạy thì êm. Đây, đó. Bây giờ bắt đầu mình cắm vào đây, máy tím đây, UP200 đây. Dây thì dài nha mọi người. Dây dài thì mình sử dụng được lâu hơn, nó không có bị đứt. Dây ngắn thì sẽ rất là dễ bị đứt nha mọi người. Đây, bắt đầu mình gắn vô cái đầu mài vô. Cái chỗ gắn đầu mài rất là nhẹ nhàng thấy mọi người. Đó, rất là ngon luôn, rất là dễ thay cái đầu mài. Bắt đầu mình mở lên cho nó chạy đây. Đó, chạy rất là êm luôn, rất là mạnh luôn. Quá trời ngon luôn, mà lại giá lại rẻ, lại bảo hành được 6 tháng luôn. Không có chỗ nào giá tốt hơn đâu mọi người ơi. Đây, bắt đầu gắm vô máy Maniro. Đây, bắt đầu đây. Mở lên đây, chạy, ok. Rất là ngon luôn nha mọi người ơi. Và nó sử dụng luôn máy này luôn nha mọi người. KP5000 mọi người ơi.